động tác swing. Lúc thì thực hiện động tác swing phải luôn giữ được core kết hợp và kiểm soát hơi thở. Đó. Rồi chúng ta đi đến một số cái lợi ích của việc tập kettlebell. Kettlebell có nhiều lợi ích như cải thiện về đối với những người tập luyện thể thao, phối hợp cơ thể và thăng bằng. Rồi giúp cải thiện khả năng tập trung tinh thần và sức bền của thể chất. Tập trung tinh thần tại vì chúng ta swing với tốc độ cao và với khối lượng tương đối, cũng có khi đó khối lượng lớn, nên chúng ta sẽ luyện luôn cả khả năng tập trung ha. Thì với khối lượng cao vậy và stamina này đối với thể chất thì nó giúp chúng ta giống như một dạng cardio luôn, hoặc là kiểu high intensity đó, có thể kết hợp vào các dạng tập circuit training chẳng hạn, hoặc là các bài tập HIIT cũng được. Rồi cải thiện được body conditioning, kết hợp cơ thể, có thể tức là tăng được khả năng tập luyện toàn cơ thể cũng như là các bài tập cô lập. Ví dụ như chúng ta có thể cầm kettlebell squat hoặc deadlift, hoặc là đơn giản tập bicep curl bằng kettlebell thôi cũng được. Đó, tức là cơ bự cơ nhỏ gì tập cũng được. Rồi nó sẽ kích hoạt, như nãy mình nói, kích hoạt toàn bộ chuỗi sau. Chuỗi sau chúng ta thường bị yếu thì chúng ta tập những bài như kết hợp với kettlebell khá là tốt. Kích hoạt được cơ bắp chân, đùi sau, cơ mông, rồi cơ dựng cột sống. Đó. Với yêu cầu là tập đúng kỹ thuật ha, nhấn mạnh tập đúng kỹ thuật. Rồi. Cải thiện được core stability. Đó, trong lúc chúng ta swing thì phần core, phần di chuyển là phần gập của phần hông, cái khớp hông chuyển động chứ không phải là cái lưng mình cong lên cong xuống, nên nếu chúng ta tập đúng, chúng ta sẽ luyện được stability, ổn định của phần core và giữ được nó trong thời gian dài, ví dụ 15-20 rep chẳng hạn, của 20 rep swing thì chúng ta đã tập được endurance, khả năng chịu đựng của cơ bắp luôn. Đó. Rồi cải thiện được sức mạnh và power, strength và power. Rồi cải thiện lực nắm. Cải thiện lực nắm. Có một bài khá hay với kettlebell, đó là kettlebell split up. Để bài này có thể, nó khá đơn giản. Để tập core và tập lực nắm tay. Đây. Những bài về carry nè, đây, bottom up hoặc là flip up, để chúng ta tập luyện cái lực nắm của bàn tay. Mình có thể giữ bàn tay cố định vuông góc vậy, rồi chúng ta cứ đi, và khi chúng ta đi như vậy hoặc là các tư thế như vậy thì yêu cầu cái core luôn giữ chắc nè, để mình giữ được, gọi là mình đang luyện cái endurance, sức chịu đựng của khả năng giữ cái tư thế mình ổn định. Nếu chúng ta tập với mức tạ, với lực nắm, với phần core này lâu, trong thời gian kéo dài được á, thì nó giống như sẽ giúp chúng ta ngồi được lâu hơn với tư thế đúng. Mấy bạn ngồi làm văn phòng chẳng hạn, có thể ngồi thẳng lưng được lâu hơn, lâu bị sai tư thế hơn. Hoặc là mấy bạn ví dụ làm những công việc phải hay ngồi nhiều đi, thì chúng ta vẫn có thể giữ tư thế được, hạn chế được những cơn đau hơn. Đó. Ví dụ vậy. Cái việc mà lật ngược của cái kettlebell này lên á, thì sẽ giúp cải thiện lực nắm ha, cải thiện lực nắm. Có bạn nào từng lật cái đó lên tập thử chưa? Hạnh từng tập chưa Hạnh? Hạnh chưa vào. Duyên có tập kettlebell không Duyên? Duyên có tập. Động tác swing với cái này thôi à. Tập cái đường lên. Ok. Đó, thì swing, lưu ý nhớ swing là phải đi bằng mông nha, đi bằng hông về sau. Rồi, đó. Rồi, bên cạnh cải thiện lực nắm tay, lực nắm của tay. Hoặc ai muốn nắm tay người yêu chắc hơn thì tập này cũng được. Lưu ý. Rồi, cải thiện được trao đổi chất, nhu cầu trao đổi chất và giải phóng năng lượng. Từ cái ý cuối này, có thể đưa bài tập kettlebell vào cho những người muốn giảm cân. Hợp lý luôn. Ok. Rồi, kettlebell training.
có thể dùng kettlebell để cải thiện được sức bền bằng nhiều cái gọi là cái cường độ khác nhau hoặc kiểu tập khác nhau, bằng cách giống như ném hoặc là xoay xoay kettlebell, và có thể swing với tốc độ chậm, tốc độ nhanh khác nhau cũng sẽ làm cái độ khó bài tập khác nhau, từ đó đốt calo nhiều hơn, giải phóng năng lượng nhiều hơn. Nhưng mà phải luôn nắm chắc nền tảng của phần swing, ok, và cải thiện tập kettlebell sẽ cải thiện luôn cả cardio. Đây, lưu ý khi lên chiến lược tập luyện với kettlebell thì hay tạ ấm, chúng ta phải tập đúng kỹ thuật, đúng form, phải được tập đúng kỹ thuật và đúng form. Ở đây người ta dùng là phải ha, chứ không có nên, mà là phải tập đúng kỹ thuật, đúng form để tránh chấn thương. Và hầu hết các, nếu ban đầu chúng ta không có biết tập thì chúng ta nên tìm hiểu tập như thế nào, cách cầm cục tạ đó như thế nào, hoặc là hỏi người hướng dẫn hoặc là huấn luyện viên gì đó để nắm cho nó đúng, tránh bị chấn thương cổ tay. Rồi hầu hết các bài tập về kettlebell là phối hợp nhiều khớp, đa mặt phẳng và nhiều nhóm cơ phải hoạt động cùng lúc với nhau. Rồi, nó nhấn mạnh vào chuỗi cơ phía sau. Thì nhấn mạnh vào chuỗi cơ phía sau nên phù hợp đối với những người mà bị gù lưng nè, giúp cải thiện tư thế tốt hơn. Rồi. Từ lúc cục tạ ở dưới đất cho đến khi chúng ta cầm lên và thực hiện mỗi rep đều phải thực hiện đúng kỹ thuật và như nhau. Rồi. Tại vì nó yêu cầu một số kỹ thuật khó trong lúc thực hiện này, nên đó có thể nó sẽ không phù hợp với toàn bộ tất cả mọi người. Ví dụ người già hoặc người bị giới hạn vận động thì chúng ta phải nên tăng tiến từ từ. Tại vì giống như người ta chưa biết di chuyển hông như thế nào thì tất nhiên người ta sẽ không swing được. Thì chúng ta phải đi từng bước, có thể chỉ cầm cục tạ đó thôi chứ không có swing gì hết. Cho họ tập cầm cục tạ, tập deadlift trước. Rồi. Và lưu ý câu này, chất lượng sẽ luôn luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu chứ không phải là số lượng. Tức là bạn có thể swing 5 cái nhưng mà với cái kỹ thuật tốt nó vẫn sẽ tốt hơn là chúng ta swing 10-15 cái mà kỹ thuật tầm bậy. Được không? Rồi. Và bên cạnh số lượng đó thì còn cái nữa là tăng trọng lượng cũng phải xếp sau của cái kỹ thuật ha. Kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu khi tập luyện cái này, sau đó mới đến số lượng và khối lượng. Rồi tiếp theo họ hướng dẫn chúng ta cách kiểm tra kỹ thuật này. Đó là mình có 5 điểm checkpoint khi xem xét một kỹ thuật tập kettlebell swing ha. Tại vì tư thế và cấu trúc xương chúng ta mỗi người mỗi khác nên sẽ không có một cái form chung, nhưng mà ít nhất phải đạt được cái ngưỡng cơ bản. Là ở đây, ví dụ bàn chân đứng bằng vai, hướng về phía trước, thẳng phía trước. Rồi lưu ý thêm là ngón chân bấm xuống đất luôn ha, để giữ cho cái nền móng nó ổn định. Rồi đầu gối thì thẳng hàng với lại ngón trỏ hoặc ngón giữa của bàn chân, tránh trường hợp đầu gối bị mở ra hoặc bị chụm vô. Phần hông thì cùng phần hông và phần lưng dưới. Phần hông thì lưu ý cái phần lưng dưới, lumbar spine nè, giữ ở tư thế tự nhiên. Nó không nói là thẳng ha, không có straight. Tại vì cột sống chúng ta không có thẳng, mà là nó uốn cong tự nhiên. Nó sẽ luôn có một cái chiều cong mà nó tối ưu được cái chuyển động. Thì chúng ta giữ ở tư thế nào mà mình thấy thoải mái nhất, không bị đau, không cong về trước và cũng không ưỡn về sau. Rồi vai thì phải ép chặt xương bả vai về sau và xuống dưới. Nè, depress và slightly retract, không có ép quá nhưng mà cũng phải giữ nó ổn định phía sau để mình hạn chế bị đau khớp vai. Rồi để giữ ổn định cái scapula ha. Đầu thì ngẩng lên ở tư thế tự nhiên, cũng không ưỡn quá mức, cũng không gập quá mức, giữ tư thế tự nhiên, nhìn thẳng. Rồi càm đẩy về sau, chin tuck, càm đẩy về sau. Đó là 5 cái điểm lưu ý khi tập luyện hoặc là hướng dẫn một ai đó tập kettlebell swing. Được chưa? Để tập cái này tốt hơn, chúng ta có thể
hỗ trợ bằng cái chắc chắc này là cái bột trắng đó mấy bạn, mấy cái bột mà mấy cái vận động viên Olympic hay xài chắc chắn lên tay để nó thấm mồ hôi á, thì chúng ta cầm cái cục tạ nó chắc hơn, nó không bị tuột tay, nó không bị văng ngoài ha, để bảo với bên cạnh đó nó không bị chóc da tay đó. Rồi, và nên đứng trên mặt phẳng rubber là mặt cao su á, để ví dụ có bị rớt ra nó không có bị lủng sàn, hư sàn vậy thôi. Đó là về kettlebell. Tiếp theo là body weight training, tập body weight là trọng lượng cơ thể. Trọng lượng cơ thể thì chúng ta không cần, không yêu cầu gì, các dụng cụ gì hết, chỉ cần dùng cái trọng lượng của cơ thể chúng ta và cái trọng lực để tập thôi. Thì có những bài phổ biến như là chống đẩy, push up, pull up, squat, sit up đó. Rồi chúng ta có thể dùng trọng lượng cơ thể để tập core, tập balance, plyometric. Rồi đây, kettlebell Renegade Row. Ở cái bài kettlebell Renegade Row này, các bạn có thể phân tích xem người ta đang tập cái gì ở đây hay không? Duyên, phân tích được hình này không? Tập core này với lại bả vai. À, và kho bả vai, ok. Ừ, đúng rồi, đây là tập giống như tư thế plank, là mục đích là tập kho, giữ cho trong suốt quá trình họ kéo lên họ phải giữ cái cơ thể thẳng, là tập kho ha. Và bên cạnh đó trong lúc plank á, mình cũng siết mông luôn. Rồi mình kéo lên như vậy thì mình sẽ tập được cái khả năng thăng bằng. Rồi khi mình kéo lên như vậy thì toàn bộ lực sẽ áp vô cái cổ tay này, sẽ tập cái lực nắm bên tay đó chắc hơn, và tập cái cơ lưng, xương bả vai ép chặt ha. Đó. Rồi, squat, kettlebell overhead superset, kettlebell snatch. Đây là một bài power của kettlebell. Rồi, để thực hiện body weight training thì chúng ta cần thực hiện được phải biết về các mặt phẳng chuyển động của cơ thể trước. Ví dụ như bài lunges thì chúng ta phải biết bước về trước, bước về sau nó khác nhau gì, rồi bước qua bên trái bên phải, cảm nhận được cái sự khác nhau của nó. Và tập luyện body weight thì chúng ta thường sẽ gọi nó là tập closed chain exercise. Closed chain là chuỗi vận động khép kín, closed chain exercise, tại vì chỉ có tay chân chúng ta và cơ thể chúng ta thôi là vận động khép kín. Còn ở dưới đây, khái niệm open chain exercise tức là dùng những dụng cụ bên ngoài, ví dụ như barbell, dumbbell ha, và bao gồm luôn cả những cái máy như là bench press, lat pull down này, thì cũng là open chain. Thì cái này để chúng ta biết về những cái khái niệm thôi, sau này chúng ta có gặp khái niệm về closed chain exercise là chúng ta sẽ hiểu là tập với body weight với những cái bài như push up, pull up, squat vậy thôi, hoặc là những bài dùng trọng lượng cơ thể. Thì để tập body weight này tăng độ khó hơn á, chúng ta có cái công cụ là ở đây người ta dùng cái tên là suspension body weight training, còn ở ngoài á người ta sẽ hay gọi là TIS band. Bên Hustle cũng có, bạn nào có qua rồi sẽ thấy đây là TIS band ha, móc một đầu. Các bạn có thể mua này về máng vô cửa nhà, đóng cửa lại xong tập cũng khá ok, cũng khá đầy đủ các nhóm cơ. Các bạn có thể nói nó khác như thế nào so với tập body weight không không? Ví dụ bây giờ cái người không với lại kết hợp với cái TIS này nó sẽ khác cái gì? Ly, nói thử Ly. Em nghĩ là thêm một cái phần trọng trọng lực ý ạ. Thêm trọng lực. Với cả bình thường mình làm với body weight là mình làm với phương thẳng. Ừ. Thì cái này kiểu như là cái mặt phẳng nó nghiêng thì À. cái có thêm cái góc nó sẽ tăng thêm cái độ nặng ạ. À. Rồi, ok. Thì đối với cái TRS band này á, nó sẽ cái đầu tiên á, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái môi trường không ổn định. À, chúng ta có thể thấy là sợi dây nó rất là linh động, nên có thể là nó sẽ làm mất ổn định cho coi mặt phẳng. Ví dụ chúng ta đã đẩy dưới đất quen rồi, bắt đầu mình, nhưng mà khi chúng ta lên cái sợi dây TRS band này chúng ta chống đẩy á,
nó sẽ khó hơn rất nhiều, tại vì giống như mình chống đẩy trên trái banh vậy, nó nặng hơn. Nó nặng hơn ở đây là do nó mất ổn định môi trường ha. Và cái sợi dây này do nó có thể di chuyển gọi là ngắn dài hoặc là phương hướng nào cũng được hết, nên chúng ta có thể tập luyện đa dạng các loại mặt phẳng và chuyển động khác nhau. Đó, đó là cái đặc điểm của kết hợp với cái dụng cụ này tập. Rồi, thực tế thì khi dùng cái dụng cụ này nó cũng là dùng trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó tạo độ khó hơn một chút so với bình thường. Như ví dụ đây, đứng kéo lưng, đứng kéo lưng bài row đi, chúng ta đứng mà càng thấp xuống dưới á, cái thân mình chúng ta càng thấp với mặt sàn á, thì cái bài nó sẽ càng nặng. Còn nếu ví dụ đối với người mới á, họ không kéo nổi thì bắt đầu họ đứng cao lên, đứng càng cao thì nó càng nhẹ, đơn giản thôi. Và ví dụ đây, hamstring curl hoặc là glute flex mà bỏ cái gót chân lên này thì nó sẽ nặng hơn và nó sẽ yêu cầu cái sự ổn định của cơ thể nhiều hơn so với mình tập glute flex hoặc là hamstring ở dưới mặt sàn đó. Luôn lưu ý cái này là cung cấp mặt một cái môi trường không ổn định ha. Để làm gì? Tăng cường khả năng kích hoạt cơ bắp. Ví dụ như chống đẩy mặt phẳng bình thường quen rồi, nhiêu đó cơ là quen rồi, bây giờ lên cái dây TS band này chống đẩy thì có thể nó thấy môi trường mới, à phải kích hoạt thêm những sợi cơ mới, hỗ trợ những sợi cơ cũ thì giúp chúng ta mạnh hơn. Đó, mạnh hơn, bự hơn gì đó không cần biết. Đó là do phụ thuộc vào volume với intent ha. Rồi, lợi ích nữa là hạn chế áp lực lên cột sống. Hạn chế áp lực lên cột sống vì mình không có phải đặt tạ lên cơ thể, không phải mang vác cái gì lên để tăng cái intent hết, mà dùng cái môi trường bên ngoài mất ổn định để tăng intent thôi. Rồi, cải thiện được performance. Rồi, có thể vì nó khó hơn nên có thể tăng được cái lượng calo giải phóng nhiều hơn so với tập bodyweight bình thường. Rồi, có thể cải thiện được cardio. Đó, ví dụ có một số bài chúng ta có thể tập cường độ cao với dây TS được. Ví dụ như TS band jump squat chẳng hạn. Ai tập hustle chắc đã từng tập bài này rồi. Jump squat nè. Bài này tập chừng 30 giây thôi. 30 giây xong nghỉ 10 giây, 30 giây, 10 giây, 3 set, 4 set, 5 set gì đó. Thì cường độ cũng khá cao. Và giống như cho những người mà chưa squat được sâu á, thường những người nước ngoài không squat được sâu á, thì cái dây này giúp họ kiểu tự tin hơn để squat xuống sâu hơn, tại vì giống như có một cái độ nắm để họ yên tâm ngồi xuống hơn đó. Hoặc là TS band mountain climbing chẳng hạn, thì nó sẽ khó hơn là mountain climbing ở dưới đất, mà những cái dụng cụ này nó rất là đơn giản và nhẹ gọn, gọn nhẹ. Thì chúng ta ví dụ mấy bạn nào mà sau này muốn đi kèm cá nhân mà đi đến nhà ta home gym chẳng hạn, thì chúng ta có thể sắm một bộ này, rồi một bộ dây resistance band, vài cục tạ nhỏ nhỏ gì đó, chúng ta có thể tập rất là nhiều bài, rất là đa dạng. Đó, đây là mountain climbing ha. Đó, một số bài tập với đó, thì chúng ta cứ ghi cái tên TRS band vô rồi nó sẽ ra một số bài tập liên quan chống đẩy nè. Rồi, tiếp theo là stability ball. Stability ball hoặc là có một cái tên gọi khác đó là sweet ball ha. Để biết sweet ball có nhiều kích thước khác nhau, và cái việc dùng những cái quả banh này á, là để làm cho mặt phẳng, làm cho môi trường mất ổn định và cơ thể chúng ta tập sự ổn định. Rồi, và tuy nhiên ở đây nếu chúng ở đây có hai cái ý cần lưu ý nè. Nếu chúng ta tập đúng kỹ thuật thì sẽ giúp cải thiện sức mạnh và ổn định của phần core và cơ thể. Rồi, tuy nhiên cái này nếu mà cái banh này vẫn là chứa rủi ro nếu chúng ta tập luyện không đúng kỹ thuật. Rồi, hoặc là không có khả năng kiểm soát thăng bằng tốt thì chưa nên tập những cái này, mà nên tập những cái phay trước của cái balance. Rồi ha. Và luôn ưu tiên về kỹ thuật. Và cái câu này tôi đậm lưu ý, không bao giờ đứng trên trái banh này.
có người đứng được, nhưng mà không nên đứng, đứng lên dễ bị té chấn thương, được không? Rồi ví dụ ai có nhiều bạn, đây là bài tập front position, tập cho phần kho. Kho ở đây là phần lưng dưới nè, lưng dưới mông, và luôn duy trì tư thế thẳng. Ví dụ mấy bạn mà tập Superman xong á, bài tập Superman ở dưới mặt đất hay bắt đầu kiểm soát dễ rồi, có thể đưa cái cơ thể mình lên trái banh này tập cho nó khó hơn, hoặc là tập bench press trên không phải dumbbell, hoặc là đẩy ngực bằng trên cái banh này, hoặc là chống đẩy trên cái banh này cũng được, hoặc là ngồi đó. Ví dụ đơn giản cho họ tập tăng độ khó, ban đầu ngồi trên ghế tập, sau đó cho ngồi trên cái banh này tập sẽ khó một xíu, và sau đó nữa cho đứng lên tập vậy đó, đứng mà đứng dưới đất không phải đứng trên banh ha. Rồi đó là về stabilization ball. Rồi một số lưu ý trước khi sử dụng banh, phải kiểm tra coi có bị hư ở đâu không, có bị lủng hay không, có bị xì hay không. Rồi đảm bảo là phải bơm đủ không khí vô. Rồi optimal áp lực, phải đảm bảo nó chịu được áp lực. Chọn bóng ổn định chống nổ. Rồi chọn cái loại bóng nào không bị móp méo, không gì hết. Rồi không có cần tạo quá nặng khi tập cái này, tại vì tập cái này liên quan đến tập ổn định, thì tập số rep cao, không có cần quá nặng. Rồi chỉ nên tập với cái banh này ở những cái nơi có không gian rộng, tránh những cái nơi quá chật hẹp và có nhiều cái đồ nội thất, vậy em sẽ bị dướng díu ha. Rồi không để ngoài trời sẽ bị hư hỏng, không để gần lửa. Rồi không dùng những vật sắc nhọn để gần, dễ bị đứt. Rồi những cái này giống như cách sử dụng banh, cần phải. Rồi quả bóng này stabilization ball và bosu ball là những cái giúp chúng ta tập luyện để cải thiện sự ổn định cơ thể ha. Nói đến ball, nói đến các loại bóng là tập cải thiện ổn định, đặc biệt là phần kho để giảm cái gì, giảm low back pain nè, là để kiểm soát kho tốt hơn nè, giảm đau lưng dưới nè, và phải luôn đúng kỹ thuật, và không phù hợp với bạn nào muốn tập. Ở đây sao ta, đây nó nói là không khuyến nghị cho ai tập mà muốn tăng sức mạnh tối đa, vì tăng sức mạnh tối đa thì phải vô nâng tạ nặng, không có tập với banh, vậy thôi. Rồi tiếp theo cuối cùng là bosu ball. Bosu ball một mặt tròn một mặt phẳng, có hai kiểu tập, là một là đứng theo trên cái mặt tròn, đứng trên mặt tròn để tạo mặt phẳng mất ổn định, còn hai là lật ngược nó lên. Lật ngược lên thì chúng ta cũng hạn chế đứng cho nó, tại vì đứng này cũng rất là khó và yêu cầu cơ thể phải gọi là có level fitness. Thường á mình sẽ dùng cái mặt phẳng này để tập cho thân trên và cái mặt tròn cho thân dưới, là sẽ phù hợp những bài tập đó ha. Rồi đây cũng cải thiện khả năng điều kiểm soát cơ thể, thần kinh cơ, giữ ổn định cơ thể. Rồi chỉ vậy thôi. Ok, cái cuối cùng variation. Hello, còn ai ở đó không, có bị overload không? Anh nói tiếp đi anh. Ok, nghe được nha. Ok, khang giọng rồi. Cái cuối cùng, variation là cái gì biết không? Variation, có ai biết cái này không? Có, Tuấn biết. Cái này là cái máy rung của mấy cô. Đây, cái máy rung này tập cái gì với nó? Cái máy rung này ban đầu á được viết tắt là Whole Body Variation. Nó được sản xuất ở Nga. Cho ai? Cho những cái người mà đi ra ngoài không gian á, để họ tập luyện. Tại vì ngoài đó không có trọng lực, vì không có trọng lực nên họ bị
mất đi cái mật độ xương cũng như cơ họ bị teo, tại vì không có phải kháng lực gì hết nên cơ teo rồi xương bị loãng xương chẳng hạn, nên đưa cái máy này lên đó để tập tập kiểu khi mà cái máy này rung á nó sẽ tạo áp lực lên cơ thể à, và tùy cái mức độ rung mạnh hay yếu á thì áp lực đó sẽ tăng nhiều hay ít, nên lúc này mấy người đó sẽ duy trì được cái lượng cơ xương trong cơ thể ha. Rồi kích thích, kiểu kích thích cơ thể giữ cơ xương hoặc là phát triển. Ở đây người ta nói có thể giúp cải thiện lean body mass nè, giảm cân và thay đổi body composition, nhưng mà theo mình nghĩ nó sẽ không có nhiều. Ở đây họ không phải là chỉ đứng lên mà rung, không phải đứng lên rung thôi, mà họ sẽ dùng rất là nhiều tư thế. Ví dụ họ squat trên cái máy rung này, được không? Squat trên máy rung nè, đứng một chân trên máy rung để tập thăng bằng nè, glute flip trên máy rung nè, quỳ gối nè, rồi tập vai nè, rất là nhiều tư thế kiểu tập trên cái máy rung này, chứ họ không có chỉ đứng rồi rung. Nếu mà chỉ đứng và rung sẽ không có mang lợi ích gì hết. Ví dụ như rung như vậy mà ở tư thế plank thì sẽ thử thách hơn cho cái người tập phần core chẳng hạn. Đó, duy trì tư thế core. Rồi ví dụ tập bài step up đi, box step, thay vì bước lên cái hộp thì bước lên cái máy rung nó sẽ khó hơn cho cái việc giữ thăng bằng à. Nói chung là cái máy nào cũng có tác dụng, có lợi ích của nó cả, chỉ là sử dụng đúng hay sai thôi. Thì cái máy rung thì nói sơ qua là vậy, chủ yếu là không có sao ta, cũng tập luyện được, cũng áp dụng body weight, trọng lượng cơ thể lên, tự sáng tạo được nhiều động tác tập trên đó, không quá nặng, có nhiều tư thế tập ở đây nè, đứng, quỳ, ngồi, nằm đó, có thể kết hợp với dây cáp tập luyện. Rồi à, do nó rung như vậy nó tạo áp lực lên cơ thể á, nó có một cái lợi thế là nó phản hồi bằng việc tăng cường cái việc cải thiện độ liên sức mạnh của các mô liên kết và xương à, cũng như là kiểm soát hệ thần kinh, rồi từ đó kích hoạt được cái trigger được cái cơ thể chúng ta sản xuất những cái hormone cho cái việc tập luyện. Thì cũng giống như chúng ta tập với tạ hay bất cứ cái dụng cụ nào thôi, thì cơ thể sẽ phản hồi lại, thì cái máy này cũng là một cái dụng cụ như vậy. Rồi improve circulation, cải thiện hệ tuần hoàn tim mạch, giải phóng cơ bắp bị đau bị tê. Có một cái mấy cô chú ở đây hay xài đó là quấn cái dây lên xong rồi rung 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 cho nó đỡ đau nhức người á, thì cũng có thể giống như cái máy rung để cho nó gọi là nó giãn những cái trigger point ra cho lưu thông máu tốt hơn. Rồi có thể giảm cân, tăng được chỉ số chuyển hóa, cải thiện được mật độ xương, rồi cải thiện được độ linh hoạt, biên độ chuyển động, cải thiện được sức khỏe tổng quát. Rồi same time, cũng như các loại dụng cụ khác thì tập luyện với máy rung cũng giảm được nguy cơ chấn thương và tổn thương cho các mô liên kết. Việc tập luyện với máy rung sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ được cái lực tác động bên ngoài, do nó rung liên tục đó, hấp thụ được cái lực rung bên ngoài đó, thì sau này kiểu những cái vận động trong cuộc sống đi, nó có cái tác động lực bên ngoài thì cũng giúp chúng ta một phần nào đó hạn chế được rủi ro chấn thương đó. Cái lý thuyết của ta là như vậy. Rồi mỗi section khoảng 30 phút, tập luyện 3 lần một tuần để cơ thể thích nghi, đó là khuyến cáo của người ta. Rồi đây là hết bài hôm nay, có ai thắc mắc gì về cái bài này không? Bài này khá là đơn giản, có thắc mắc gì không mấy bạn? Ok không anh ạ? Ok ok, không thắc mắc gì. Chúng ta còn 5 bài hoặc là 5 buổi nữa, ấy 6 buổi nữa là chúng ta sẽ kết thúc chương trình, sẽ chia tay nhau. Chúng ta để xem, chúng ta còn ở đây tuần sau
mình sẽ học về các bệnh lý mãn tính hoặc là các đối tượng khách hàng mình gặp mà có các đặc điểm đặc biệt, ví dụ trẻ em tầm sao, người mang thai tầm sao, người già tầm sao, cao huyết áp tầm sao, loãng xương tầm sao, đó liên quan những vấn đề như vậy ha. Là bài 16 chronic health condition hoặc là giới hạn chức năng vận động. Bài 17 là về dinh dưỡng nutrition. Bài 18 khá ngắn, nếu mà gộp chung được thì sẽ gộp, đó nói sơ về thực phẩm bổ sung. Rồi bài 19 là cách để có một cái phong cách sống của người huấn luyện viên và những cái thói quen sống của người huấn luyện viên. Đừng ăn bậy như mình và đừng thức khuya như mình. Ok. Rồi bài cuối cùng là phát triển cái sự nghiệp huấn luyện viên cá nhân thành công. Có thể bạn làm freelance, có thể bạn làm cho phòng commercial hoặc làm ở đâu đó, thì chúng ta phải nắm một số nguyên tắc như thế nào để phát triển hoặc PR bản thân như thế nào đó, thì nó có dạy hết. Đó là một số bài cuối cùng chúng ta sẽ học. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Ok, bye bye. Bye bye. Cảm ơn. Chào mọi người.